Theo phản ánh của người dân xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, gần một tuần nay, nước trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn qua địa bàn xã đột nhiên chuyển sang màu đen kèm theo bùi hồi bất thường. Nhiều loài thủy sản tự nhiên trên sông và cá nuôi của người dân chết hàng loạt một trong những hộ chịu thiệt hại nặng đề do nguồn nước ô nhiễm là gia đình ông Nguyễn Tấn Khoa tại tổ 4 ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ. Ngày 18 tháng 5 thấy nước nó đen chỉ trong vòng chưa được 5 phút nữa là chết ngắt hết ráo luôn, ngẫm hết luôn nguyên cá hồng dĩ còn cá chốt thì cứu được 20 cỡ 20% nước lửa tổng thiệt hại của em thì tính thời điểm này giờ là khoảng bốn trăm mấy triệu mà chưa tính tiền thức ăn cách khu vực nuôi cá nhà ông khoa không xa là vèo nuôi cá của gia đình ông nguyễn phước hải cùng ngụ ấp phước hội xa phước chỉ ông hải đã chủ động vớt cá đem lên hồ sụp oxy nhưng vẫn không thể cứu được tôi có nuôi là hồi xưa là tôi nuôi bên trên hồ nhưng mà hồ không đạt lỗ quá tôi mới xả xuống sông là nuôi ba dèo một hầm mà giờ nó chết vì không biết ô nhiễm nước thải hay là ô nhiễm vì nước mưa ha sao không hiểu nổi nhưng mà con cái năm nay nó là lùng là ô nhiễm một cái nước nó đen mà lại nó có chất nó màng màng sao đó con cá nó trong hầm đều chết con cá ngoài gì, dèo chết hết luôn cả 80% phần trăm đổ lên tình trạng nước sông vàm có đồng bị ô nhiễm cứ lặp đi lặp lại trong những năm gần đây khiến nguồn lợi thủy sản trên dòng sông này ngày càng cạn kiệt người dân mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục triệt để vấn đề này thật sự là không biết cái nguồn nước từ đâu nhờ là trên để mà xác minh lại có, có phải nguồn nước này từ đâu ra mà để mà nó thiệt hại cho nông dân như thế này trên viên ấp áp thì giờ nuôi cá lồng bè thì khoảng là mười mấy hộ đợt vừa đầu là nước nó bị ô nhiễm thối thối không cho nổi chết giờ chết đồng loạt bè là cá chết không nói nhưng mà ở ngoài nó vẫn chết bình thường chết trắng luôn tổng thiệt hại của địa phương tổng cộng sơ bộ khoảng gần một tỷ. Theo báo cáo Ủy ban nhân dân xã Phước Chỉ, qua thống kê ban đầu, trên địa bàn hai ấp Phước Hội và Phước Trung có khoảng 7 hộ nuôi cá trong vẹo trên sông Vàm Cỏ Đông có cá bị chết, ước tính tổng thiệt hại gần 700 triệu đồng.